153 Sử Thức Xoa Ma Đồ Ma Thân Giới Giới Bảo Thức Xoa Ma Xoa Bóp Thân Thể 153.1 Giới Tướng Văn Giới Âm Chế Tội Đại Thừa Đồng Học Nhược tỳ Kheo Ni Sử Thức Xoa mana Đồ Ma Thân Giả Ba vật Đề Nghĩa thuộc về chế tội đại thừa đồng học. Nếu tỳ kheo ni bảo thức xoa mana xoa bóp thân thể mình thì phạm tội ba vật đề. 153.2 Duyên khởi Bây giờ, Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước xá vệ. Khi ấy, lục quần tỳ kheo ni bảo thức xoa mana xoa bóp thân thể các cư sĩ trông thấy cùng nhau chê bai rằng những tỳ kheo ni này không biết hổ thẹn phạm phạm hạnh ngoài tự xưng rằng mình biết chánh pháp nhưng hành động như thế thì có gì là chánh pháp nếu biết chánh pháp tại sao bảo thức xoa mana xoa bóp thân thể chẳng khác gì tặc nữ và dâm nữ bây giờ quý tỳ kheo khác nghe được những lời bình phẩm ấy trong đó có những vị thiểu dục quở trách lục quần tỳ kheo ni rồi đem chuyện đó bạch với chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn để kiết giới này. 153.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ ba duyên thì thành phạm tội. Thức xoa mana, tức học giới nữ, không nhân duyên xoa bóp trên thân thì phạm 153.4 Phạm tướng Nhược tỳ kheo ni Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Sử thức xoa mana đồ ma thân giả ba vật đề Nghĩa là tỳ kheo ni không bệnh duyên không được sai bảo học giới nữ, đã thọ sáu pháp, xoa bóp thân thể. Nếu sai bảo, thì phạm tội ba vật đề. 153.5 kim chế trường hợp là tỳ-kheo thì phạm tội đột kiết la ba chúng sao cũng phạm tội đột kiết la 153.6 khai duyên những trường hợp không phạm trường hợp thân có bệnh hoặc bị kẻ cường lực bắt buộc thì không phạm 153.7. Tập giải. thức xoa mana, Na tức là học chánh nữ là những vị sắp thọ đại giới. Trước tiên thì học sáu pháp trong hai năm để rèn luyện thân tâm đối với đạo giải thoát kiên cố, không có tâm thối lui ăn năn. Sau đó mới thọ đại giới cụ túc thành tựu tỳ kheo ni. Nếu tỳ kheo ni tự tiện sai chánh học nữ xoa bóp thân thể mình, trường hợp nếu thức xoa mana đó là người lớn tuổi, không dám trái nghịch. Nhưng trong tâm vị đó sinh nhàm chán, bên ngoài biểu hiện cung kính tùy thuận, dù không có tâm thối đạo, nhưng cũng sinh lòng khinh mạng hoặc là chê bai. Hơn nữa, sai khiến người khác làm chướng ngại cho việc tu hành của người ấy tự mình tăng trưởng kiêu mạn gieo trồng nhân bất thiện mắc quả báo ác liệt chỉ do tham cảm giác khinh khoái nhất thời mà chuốc lấy khổ báo thọ tội trong nhiều kiếp vậy chẳng phải là đáng tiếc lắm hay sao thế cho nên là tỳ kheo ni cần phải thận trọng giữ gìn dù có bệnh nhưng nếu sơ sài thì không nên nhờ người xoa bóp thà chịu sự nhức nhối trong nhất thời đừng thọ sự cung cấp của người khác. Như thế, tự mình sẽ được hiện báo tự tại vô cùng, vô tận trong vô lượng kiếp. 154. Sử Sajini Đồ Ma Thân Giới Giới bảo Sajini xoa bóp thân thể. 154.1. Giới tướng Phan giới Âm chế tội đại thừa đồng học nhược tỳ kheo ni sử sa di ni đồ ma thân giả ba vật đề nghĩa thuộc về chế tội đại thừa đồng học nếu tỳ kheo ni bảo sa di ni xoa bóp thân thể phạm tội ba vật đề 154.2 Duyên khởi lúc bấy giờ đức phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước xá vệ khi ấy lục quần tỳ kheo ni bảo sa di ni xoa bóp thân thể bị các cư sĩ nhìn thấy họ cùng chê bai rằng lục quần tỳ kheo ni này không biết hổ thẹn phạm phạm hạnh ngoài tự xưng rằng mình biết chánh pháp nhưng hành động như thế thì có gì là chánh pháp nếu biết chánh pháp tại sao lại bảo Ni xoa so bóp thân thể, chẳng khác nào các tạc nữ hay dâm nữ. Bây giờ các tỳ kheo ni khác nghe được những lời bình phẩm này, trong đó có những vị thiểu dục, liền quở trách lục quần tỳ kheo ni, rồi đem chuyện đó bạch với chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn để chế giới này cụ duyên. Giới này hội đủ ba duyên thì thành phạm tội. Sajini không nhân duyên xoa bóp thân thể thì phạm. 154.4. Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni, ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Sử Sajini đồ ma thân giả ba vật đề. Nghĩa là tỳ kheo ni không bệnh duyên thì không nên xoa bóp thân thể. Nếu sai bảo sai di ni xoa bóp thân thể thì phạm tội ba vật đề. 154.5 kiềm chế Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la. Ba chúng sau cũng phạm tội đột kiết la. 154.6 Khai duyên Những trường hợp không phạm Trường hợp thân có bệnh hay bị kẻ cường lực bắt buộc thì không phạm 154.7 Tập giải Chúng ta đã xa lìa gia đình, cha mẹ, đi xuất gia tu hành Cần phải tùy thuận học tập giáo điều của Đức Phật Quan sát thân này, là Phật bất tịnh, mười lỗ thường lưu xuất những Phật bất tịnh, nên phải sinh tâm cực nhàm chán. Quán thân ngũ uẩn tứ đại thường hay tạo những ác nghiệp. Muốn xa lìa thân ấy, phải phát tâm bồ đề, siêng cầu Phật đạo. Đối với tất cả chúng sinh, phải có tâm bi mẫn, không nên kiêu mạng, buông lung thân mình, mà sai khiến người khác xoa bóp, chà sát trên thân. Hơn nữa, Sajini đang trong thời gian cần sách tấn học đạo. Nếu vì tỳ kheo ni làm những việc ấy, dù họ không sinh tâm chán ghét, nhưng cũng làm mất thì giờ học tập của họ, lại còn gây ấn tượng không tốt cho họ. Thậm chí còn làm cho người đời chê bai, hủy bán. Vì thế, đó không phải là việc làm của người trí. 155 sử, bạch y, phụ nữ, đồ ma thân giới. Giới, bảo cư sĩ phụ nữ, xoa bóp thân. 155.1 Giới tướng Văn giới, âm, chế tội, đại thừa, đồng học. Nhược tỳ kheo ni, sử, bạch y, phụ nữ, đồ ma thân giả, ba vật đề. Nghĩa, thuộc về chế tội đại thừa đồng học. Nếu tỳ kheo ni bảo phụ nữ cư sĩ xoa bóp thân thể, phạm tội ba vật đề. 155.2 Duyên khởi Bây giờ, Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước xá vệ. Khi ấy, lục quần tỳ kheo ni bảo phụ nữ bạch y xoa bóp thân thể, bị các cư sĩ nhìn thấy. Họ đều chê bai rằng các tỳ kheo ni này không biết khổ thẹn, phạm phạm hạnh, ngoài tự xưng rằng mình biết chánh pháp, nhưng hành động như thế thì có gì là chánh pháp? Nếu biết chánh pháp, tại sao lại bảo các phụ nữ bạch y xoa bóp thân thể? Chẳng khác gì những tặc nữ hay dâm nữ. Quỷ tỳ kheo ni khác nghe được những lời bình phẩm ấy trong đó có những vị thiếu dục liền quở trách lục quần tỳ kheo ni rồi đem chuyện đó bạch với quý tỳ kheo quý tỳ kheo bạch lên đức thế tôn để chế giới này 155.3 cụ duyên giới này hội đủ ba duyên thì thành phạm tội phụ nữ bạch y không nhân duyên xoa bóp thân thể thì phạm 155.4 Phạm tướng Nhược tỳ kheo ni Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Sử bạch y phụ nữ đồ ma thân giả ba vật đề Bạch y phụ nữ tức là chỉ cho phụ nữ cư sĩ tại gia. tỳ kheo ni nếu không bệnh duyên thì không nên nhờ người xoa bóp thân thể. Nếu sai khiến phụ nữ bạch y xoa bóp thì phạm tội ba giật đề. Trong luật Tăng Kỳ quyển 39 thuyết minh, nếu tỳ kheo ni không bệnh duyên mà nhờ phụ nữ thế tục xoa bóp thân thể thì phạm tội ba giật đề. 155.5 Kim chế Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la. Ba chúng sao cũng phạm tội đột kiết la. 155.6 Khai duyên Những trường hợp không phạm Trường hợp thân thật sự có bệnh hoặc bị kẻ cường lực bắt buộc thì không phạm 155.7 Tập giải Hàng phụ nữ Phật tử tại gia phát tâm đến chùa là vì muốn mong cầu Phật Pháp hoặc là sắm sửa cúng dường ngôi tam bảo để phun trồng phước đức tù huệ nghiệp. Công việc xong họ về nhà. Khi về nhà thì nam nữ thân hữu tụ tập, cùng nhau bàn tán chuyện đời. Vì thế, nếu tỳ kheo ni bảo phụ nữ bạch y xoa bóp thân thể, thì khó tránh khỏi việc làm trợ duyên cho phụ nữ bạch y kia bàn tán bình phẩm trên đầu, dưới chân. Chẳng hạn như nói rằng, cô ni ấy có thân hình đẹp đẽ mập trắng hay là ốm gầy, đen đúa, ngực, mông, lưng, nhũ hoa lớn, nhỏ, da dẻ thô xấu hay trơn láng, trên thân có bao nhiêu nốt ruồi, tì vết, phân vân. Những chuyện đại loại như thế đều bị đem ra bình phẩm, làm trợ duyên cho thế nhân chê cười, hủy bán. Họ lưu chuyển, truyền tụng nhau và sẽ kinh dễ người tu hành. Hơn nữa, những trường hợp như thế sẽ làm thối thất tính tâm của Phật tử bại hoại oai nghi của người xuất gia, mất hết sự tôn nghiêm, buông lung thân hôi thối, tạo nhân bất lương sẽ vời lấy quả khổ ác nghiệp. Như thế thì không đau đớn lắm sao? Cho nên tỳ kheo ni cần phải dè dặt giữ gìn giới này, không nên trái phạm. 156. Trước trữ khóa y giới Giới mặt y có độn bên trong. 156.1 Giới tướng Văn giới Âm Chế tội Đại thừa đồng học Nhược tỳ kheo ni Trước trữ khóa y giả ba vật đề Nghĩa Thuộc về chế tội Đại thừa đồng học nếu tỳ kheo ni mặc y có độn bông bên trong thì phạm tội ba vật đề. 156.2 Duyên khởi Bây giờ, Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước xá vệ. Khi ấy, bà Thâu La Nang Đà tỳ Kheo Ni mặc y độn mông để làm cho thân to lớn. Các cư sĩ trông thấy cùng nhau chê bai rằng Vị tỳ Kheo Ni này không biết hổ thẹn, phạm, phạm hạnh. Ngoài tự xưng rằng mình biết chánh pháp, nhưng hành động như thế thì có gì là chánh pháp? Nếu biết chánh pháp, tại sao lại mặc y độn mông cho to lớn như thế? Chẳng khác nào các tạc nữ và dâm nữ. Quý tỳ kheo ni khác nghe được lời bình phẩm này, trong đó có những vị thiểu dục. Liền hiềm trách thâu la nang đà tỳ kheo ni, rồi đem chuyện đó bạch với chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo bạch lên đức thế tôn để chế giới này. 156.3 Cụ duyên giới này hội đủ ba duyên thì thành phạm tội. Mặc y độn bông, không nhân duyên, mặc thì phạm. 156.4 Phạm tướng Nhược tỳ kheo ni Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Trước trữ khóa y giả ba vật đề, trữ là dồn chứa, khóa có nghĩa là vượt trội lên trên. Chữ khóa còn có nghĩa là cái vế. Chữ khóa có nghĩa là dùng phải độn nhiều lớp, độn cho mông vung lên hoặc dùng phải cột nơi lưng cho nhỏ lại, hay dùng lông, tơ hoặc kiếp bối, hoặc câu già la, cỏ nhũ diệp hoặc sô ma, bông tơ tầm để độn. Tất cả đều phạm tội ba vật đề trong luật thập tụng quyển 46 thuyết minh. Nếu tỳ kheo ni thắt eo lưng phạm tội ba vật đề. 156.5 Kim chế Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la. Ba chúng sao cũng phạm tội đột kiết la. 156.6 Khai duyên những trường hợp không phạm. Trường hợp có bệnh nên bên trong phải mặc y bệnh, bên ngoài mặc niết bàn tăng, ngoài cùng mặc cà sa, hoặc bị kẻ cường lực bắt buộc, tất cả đều không phạm. 156.7 Tập giải tỳ kheo ni không nên bắt chước theo người thế tục, mặc y độn mông làm cho mông lớn eo nhỏ cũng không được mặc y thắt lưng và mặc những loại áo nâng ngực. Trong Tỳ Nại Gia Tạp Sự Quyển 31 Thuyết Minh, Đức Phật Ngự trong thành Thất La Phiệt, bây giờ bà Thổ La Nang Đà Tỳ Kheo Ni, trong lúc tiểu thực mặc y bát vào thành khất thực. Bà theo thứ tự đi đến từng nhà. Khi đến nhà của Thắng Mang Phu Nhân, vừa trông thấy bà, Phu Nhân đã sướng lên rằng, thiện lai, sau đó, phu nhân lập tức trái tòa, mời tỳ kheo ni ngồi và cùng nhau bàn luận. Bây giờ, thổ la nang đà tỳ kheo ni hỏi thắng mang phu nhân rằng, Tiểu muội sao mông của mũi lớn mà eo lại nhỏ thế kia? Thắng mang đáp, kính bạch thánh giả, cần gì phải hỏi việc ấy? Đó là do tôi cột eo lại, làm như vậy để đẹp lòng vua. Thổ la nang đà nói, hôm nay trong lúc vắng ngồi một mình rảnh rỗi nên tôi hỏi phu nhân thế thôi phu nhân đáp thưa thánh giả tôi dùng vật độn thế cho nên nó mới to như vậy thổ la năng đà nói làm như vậy chắc mọi người trông thấy sẽ yêu ta thắng mang phu nhân nghe nói như thế thì im lặng thổ la năng đà thì kheo ni khi về trụ xứ liền bắt chước mặt y cũng đụng mông và thắt eo như thắng mang phu nhân. Quý tỳ kheo ni trông thấy nói rằng đó là một thứ y phi pháp không hợp cho ni dùng. Nói xong, quý tỳ kheo ni đem chuyện đó bạch với các bí sô. Các bí sô bạch lên Đức Phật. Phật dạy, đó là y phi pháp, nếu người nào mặc thì phạm tội việc pháp. Cũng trong những trường hợp tương tự như trên, Thổ La Năng Đà Tỳ Kheo Ni thấy thắng mang phu nhân ngực tròn trịa săn chắc nên hỏi. Phu nhân đáp: Tôi mặc y nâng ngực. Thổ La Nan Đà thấy thắng mang phu nhân eo lưng nhỏ gọn nên cũng hỏi. Phu nhân cũng đáp như trước. Thổ La Nan Đà về chùa bắt chước mặc theo như vậy. Đức Phật dạy: nì không được như vậy, nếu người nào mặc như thế thì phạm tội việt pháp lại trong luật tứ phần quyển 49 thuyết minh. Thổ la Nang đà tỳ kheo ni dùng vải thắt lưng lại muốn cho eo nhỏ đẹp. Phật dạy, ni không được làm như vậy. Cô ni kia mặc y phụ nữ. Phật dạy, không nên làm như vậy. Thổ la Nang đà tỳ kheo ni mặc y nam tử. Phật dạy, không được làm như vậy. Chỉ cho phép tỳ kheo ni mặc y tỳ kheo ni. Tỳ Kheo Ni lại dùng nhiều thứ vải quấn trên thân, muốn cho lớn đẹp. Đức Phật dạy, Ni không được làm như thế. Thổ La Nang đà Tỳ Kheo Ni không muốn mặc y, muốn phô bày thân hình. Đức Phật dạy, Ni không được làm như thế. Thổ la nang đà tỳ kheo ni dùng dây lưng ở hai đầu có hình tai chim. Đức Phật dạy, ni không được làm như thế tỳ kheo ni kia lại dùng dây lưng mạng đà đức phật dạy không được dùng thứ ấy cô ni kia lại sắm dây thắt lưng tỳ lâu đức phật dạy không được dùng thứ ấy cô ni kia sắm dây lưng xa đức phật dạy không được sắm thứ ấy cô ni kia lại dùng chỉ rồi cột dây lưng đức phật dạy chỉ cho phép tỳ kheo ni dùng chỉ bệnh lại làm dây lưng cột một vòng. Nếu dệt dây tròn thì cho cột hai vòng. Thế nên biết rằng độ mông cho to, thắt lưng cho nhỏ, dùng áo nâng ngực cho tròn trịa to lớn, vân vân. Những việc làm đó phần nhiều thuộc về tư thái hạ liệt của nữ nhân. Chủ ý của họ là muốn nam nhân trông thấy, lưu ý đến mình. Đời nay thì có nhiều loại áo dùng để nâng ngực, được làm bằng nhiều chất liệu như vải, tơ, bông nhựa dẻo giúp cho bộ ngực nữ nhân được to lớn và tròn đầy săn chắc hơn những phong tục đồi bại này đã thành thói quen của phụ nữ xưa nay đều giống nhau vì chủ ý là muốn cho nam tử sinh tâm ưa thích nên mới làm tư thái yêu mỹ ấy thật là đáng thương xót chúng ta xuất gia tu hành chuyên cầu liễu thoát sinh tử nhàm chán sự luân hồi trong tam giới xa lìa sự phiền trượt của ái dục chẳng lẽ cùng với người thế tục đồng một thứ mà làm tăng trưởng tội nghiệp ư thế cho nên chúng ta là tỳ kheo ni không nên mặc y độn mông mặc y thắt lưng cho nhỏ dùng y nâng ngực vì làm như thế là phá hoại oai nghi của người xuất gia bị thế nhân chê bai làm cho người đời khinh tiện đánh mất tâm kính tính của người Phật giáo bại hoại không có gì hơn là sự việc này. Thế cho nên cần phải răng dè. Tỳ Kheo Ni cần phải mặc y theo đúng quy định của Tỳ Kheo Ni. 157. Xúc trước phụ nữ nghiêm thân cụ giới Giới chứa đồ trang sức của phụ nữ 157.1 Giới tướng văn giới âm chế tội đại thừa đồng học nhược tỳ kheo ni xúc phụ nữ nghiêm thân cụ trừ thời nhân duyên ba vật đề nghĩa thuộc về chế tội đại thừa đồng học nếu tỳ kheo ni sắm đồ trang nghiêm thân hình của giới phụ nữ phạm tội ba vật đề trừ khi có nhân duyên 157.2 Duyên khởi Bây giờ, Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước xá vệ. Khi ấy, lục quần tỳ kheo ni sắm những đồ trang nghiêm của phụ nữ như vòng xuyến đeo tay, chân, thậm chí có những đồ mang nơi bộ phận sinh dục rất bỉ ổi. Các cư sĩ trông thấy đều cùng chê bai rằng các tỳ kheo ni này không biết hổ thẹn, phạm phạm hạnh bên ngoài tự xưng rằng mình biết chánh pháp nhưng hành động như thế thì có gì là chánh pháp nếu biết chánh pháp sao lại sắm những đồ trang nghiêm của phụ nữ thế tục vòng xuyến đeo tay chân thậm chí còn sắm những đồ mang nơi chỗ kính thật bỉ ổi thật chẳng khác gì nữ tặc và dâm nữ quý tỳ kheo ni khác nghe được những lời bình phẩm này trong đó có những vị thiểu dục liền quở trách lục quần tỳ kheo ni rồi đem chuyện đó bạch với chư tỳ kheo chư tỳ kheo bạch lên đức thế tôn để kiết giới này khi đức phật đã kiết giới như thế rồi bây giờ có các tỳ kheo ni vì có duyên mạng nạn phạm hạnh nạn có người vì nghi ngờ nên không dám dùng các đồ trang sức để cải trang đi trốn đức phật cho phép từ nay trở đi nếu khi nào gặp nạn duyên như mạng nạn phạm hạnh nạn, thì cho phép tỳ kheo ni được mang đồ trang sức cải trang để trốn chạy. Cho nên, trong giới bổn nói rằng, trừ thời nhân duyên. Nhân đây mà Đức Phật vì các tỳ kheo ni mà kiết giới này lần thứ hai. 157.3 Cụ Duyên Giới này hội đủ ba duyên thì thành phạm tội đồ trang nghiêm thân của phụ nữ, không nhân duyên, sắm mặt thì phạm. 157.4 Phạm tướng Nhược tỳ kheo ni Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Xúc phụ nữ nghiêm thân cụ Nghĩa là những đồ trang sức đeo trên tay, trên thân phụ nữ như vòng, xuyến, dây chuyền, vân vân trừ thời nhân duyên ba vật đề. Nghĩa là nếu không có nhân duyên thì không được sắm mang những thứ vòng, xuyến, dây chuyền vân vân trên người. Nếu sắm và mang thì phạm tội ba vật đề. 157.5 Kim chế Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la. Ba chúng sao cũng phạm tội đột kiết la. 157.6 Khai duyên Những trường hợp không phạm Trường hợp có bệnh hoặc là bị mạng nạn, phạm hạnh nạn, phải mang đồ trang sức trên thân để cải trang đi trốn, hoặc là bị kẻ cường lực bắt buộc, tất cả đều không phạm. 157.7 Tập giải Đồ trang sức trên thân thuộc về sự ưa thích của hàng phụ nữ tại gia thế tục. Nguyên vị tập quán của 84 tư thái hạ liệt khó bỏ. Như trong kinh Đại Ái Đạo Tỳ Kheo Ni, Quyển Hạ Thuyết Minh, Người nữ thích đeo ngọc nơi tai vàng ngọc, chuỗi anh lạc nơi cổ, thích mặc y phục quý giá. Đây là những tập quán từ trước đến nay đều giống nhau của hàng phụ nữ thế cho nên nữ nhân sau khi xuất gia cần phải đoạn trừ tập quán tệ hại ấy không được ưa thích nhiễm trước những đồ trang sức nữa để sớm được thanh tịnh vĩnh viễn xa lìa ác pháp thành tựu quả bồ đề mới xứng đáng gọi là phật tử chân chánh vậy